Sau đây là phần tin quốc tế được mở đầu với Julie. Lực lượng Nga cắt đứt những tuyến đường cuối cùng ra khỏi thành phố Severodonetsk. Lực lượng Nga đã cắt đứt những tuyến đường cuối cùng để di tản thường dân khỏi thành phố Severodonetsk ở miền đông Ukraine khi Điện Kremlin muốn giành chiến thắng ở khu vực Donbass. Lãnh đạo khu vực cho biết cây cầu cuối cùng nối liền thành phố bị phá hủy, làm thường dân còn ở lại bị mắc kẹt và không thể đưa hàng hóa cứu trợ nhân đạo đến. Khoảng 70% thành phố nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ukraine kêu gọi Tây Phương viện trợ thêm vũ khí hạng nặng để bảo vệ Severodonetsk, được Kiev nói là chìa khóa cho trận chiến quyết định số phận khu vực Donbass và cuộc diễn chiến tranh hiện nay đã bước sang tháng thứ tư. Tới thứ hai, Tổng thống Zelensky cho hay chiến sự ở Donbass sẽ trở thành một trong những trận ác liệt nhất trong lịch sử Âu Châu. Khu vực này hiện do quân ly khai tuyên bố chủ quyền. Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin hôm thứ Hai cho biết là mục tiêu chính của Nga bảo vệ Donetsk và Luhansk sau khi lãnh đạo của một khu vực ly khai đề nghị thêm lực lượng từ Moscow. Cố vấn Tổng thống Ukraine cho hay đất nước cần 1.000 đạn pháo, 500 xe tăng và 1.000 phi cơ không người lái cùng các vũ khí hạng nặng khác. Moscow công bố phá hủy kho vũ khí và thiết bị Hoa Kỳ và Âu Châu viện trợ cho Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, họ tiễn chính xác cao tấn công kho vũ khí của lực lượng Ukraine. Bộ Nội vụ Ukraine cho biết Udashny bị Nga tấn công từ tối Chủ nhật đến sáng thứ Hai, không đề cập đến kho vũ khí. Moscow chỉ trích Hoa Kỳ và các nước khác vì gửi vũ khí cho Ukraine, đồng thời dọa tấn công mục tiêu mới nếu Tây Phương cung cấp hỏa tiễn tầm xa. Sri Lanka cho công chức thêm ngày nghỉ để trồng cấy lương thực. Sri Lanka đã chấp thuận tuần làm việc có 4 ngày đối với công chức để mà giúp họ đối phó với việc thiếu hụt xăng dầu kéo dài và khuyến khích họ trồng cấy lương thực khi đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua. Sri Lanka đã thiếu hụt trầm trọng ngoại tệ và không còn đủ tiền để mà nhập cảng xăng dầu, lương thực và thuốc men. Dân chúng xếp hàng dài tại các trạm xăng nhiều giờ đồng hồ, trong khi phải chịu cảnh cúp điện kéo dài trong nhiều tháng qua. Nội các của Sri Lanka vào tối thứ Hai chấp thuận đề nghị cho công chức nghỉ thêm ngày thứ Sáu trong 3 tháng tới. Một phần vì thiếu hụt xăng dầu đã gây cho khó khăn cho việc đi lại. Mặt khác cũng là để khuyến khích họ canh tác hoa màu. Văn phòng thông tin chính phủ thì cho biết là cho công chức nghỉ thêm một ngày là phù hợp để mà khuyến khích hoạt động nông nghiệp tại vườn nhà của họ hoặc là ra ruộng. Thêm xem đây là giải pháp cho tình trạng thiếu hụt lương thực. Liên Hiệp Quốc tuần trước cảnh báo là cuộc khủng hoảng nhân đạo sắp xảy ra và dự tính là tài trợ 47 triệu đô la để giúp đỡ hơn 1 triệu người nghèo khó. Đồng tiền bị mất giá, giá hàng hóa toàn cầu tăng cao và lệnh cấm phân bón hóa học trước đó đã đẩy việc lạm phát lương thực lên 57% trong tháng 4. Sri Lanka đang đàm phán cứu trợ tài chính với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và phái đoàn sẽ đến Colombo vào ngày 20 tháng 6. Sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Wickremesinghe vào hôm thứ Hai, thì Ngoại trưởng Antony Blinken công bố là Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ. Tòa án Cambodia phạt tù luật sư Hoa Kỳ và hàng chục người khác vì tội phản quốc. Hôm nay, một tòa án Cambodia tuyên án tù đối với khoảng 60 nhân vật đối lập, trong đó có luật sư Thierry Sang, vi phạm tội phản quốc. Trong phiên xử tập thể bị Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền lên án làm mang hành động chính trị. Và Thierry Sang, luật sư cũng là nhà hoạt động nhân quyền người Hoa Kỳ gốc Cambodia, nằm trong số hơn 100 người liên quan đến Đảng Cứu Quốc Cambodia NCRP, đã giải tán bị truy tố tội phản quốc và kích động. Tòa án ở Phnom Penh kết án bà Thierry Sang 6 năm tù và ra lệnh bắt giữ bà. Bên ngoài tòa án, luật sư Chuong Chiu Nghi của bà cho biết là bản án này không thể chấp nhận được. Ông sẽ gặp bà trong tù để bàn thảo kháng cáo. Bà nằm trong số khoảng 60 người bị kết án từ 5 đến 8 năm tù. Bà Thierry Sang hóa trang thành nữ thần tự do khi đến tòa và nói rằng bà dự đoán sẽ bị kết tội. Sau phán quyết, bà bị tống lên xe cảnh sát dẫn đến ẩu đả giữa cảnh sát và các người ủng hộ bà. Các phán quyết gây ra lo ngại mới vì Thủ tướng Hun Sen, trong khi ông phủ nhận đàn áp phía đối lập. Phát ngôn viên Chad Ruedemir
của Đại sứ quán Hoa Kỳ cho hay Hoa Kỳ vô cùng lo ngại về các phán quyết bất công hôm nay. Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Campuchia ngừng các phiên xử bằng hành động chính trị, kể cả phiên xử công dân Hoa Kỳ Terry Sang cùng các nhà hoạt động nhân quyền khác, thành viên của phía đối lập chính trị, ký giả, nhà hoạt động lao động và môi trường. Đài Bắc tuyên bố eo biển Đài Loan là tuyến đường quốc tế và phản bác tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng. Bộ Ngoại giao của Đài Loan hôm nay tuyên bố là eo biển Đài Loan là tuyến đường quốc tế. Chính quyền Đài Loan ủng hộ cho chiến hạm Hoa Kỳ đi qua eo biển này, phản bác tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng đối với eo biển chiến lược này. Eo biển hẹp là nguồn gốc căng thẳng quân sự kể từ khi chính quyền Trung Hoa Dân Quốc chạy sang Đài Loan vào năm 1949, sau khi thua cuộc nội chiến với quân Cộng sản. Trong những năm gần đây, thì chiến hạm của Hoa Kỳ và thỉnh thoảng chiến hạm của các nước đồng minh như là Anh và Canada đi ngang qua eo biển đã làm cho Bắc Kinh tức giận. Vào hôm thứ Hai, thì Bộ Ngoại giao của Trung Cộng cho biết rằng Bắc Kinh có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với eo biển Đài Loan. Phát ngôn viên là Uông Văn Bân của Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho hay đó là tuyên bố sai lệch khi mà một số nước gọi eo biển Đài Loan là vùng biển quốc tế để mà làm cái cớ cho việc thao túng những vấn đề liên quan đến Đài Loan và đe dọa đến chủ quyền và an ninh của Trung Cộng. Ở Đài Bắc thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao là Chuen U nhấn mạnh bình luận của phía Trung Cộng là ngụy biện. Bà cho biết rằng eo biển Đài Loan là tuyến đường quốc tế và vùng biển bên ngoài lãnh hải tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Đài Loan luôn tôn trọng hành động của tàu ngoại quốc ở eo biển Đài Loan, tuân thủ đúng luật pháp quốc tế. Và Đài Loan ủng hộ các nhiệm vụ tự do hải hành của Hoa Kỳ, góp phần vào sự thúc đẩy hòa bình và ổn định của khu vực. Chính quyền Đài Loan thì cho biết Trung Cộng không có quyền lên tiếng thay cho Đài Loan hay tuyên bố chủ quyền, chỉ có nhân dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ. Và thực tế, Trung Cộng chưa bao giờ kiểm soát bất kỳ phần nào của đảo Đài Loan. Bắc Kinh điều tra quán bar làm bùng cháy lây nhiễm COVID-19. Nhà chức trách Bắc Kinh mở cuộc điều tra về quán bar họ cho là trung tâm của cụm lây nhiễm hơn 250 ca COVID-19 ở thủ đô Hoa Lục kể từ tuần trước. Bắc Kinh Nhật Báo cho biết chính quyền địa phương sẽ điều tra và xử phạt Heaven Supermarket Bar, toàn bộ quán bar hộp đêm, quán karaoke, tiệm cà phê internet và những điểm giải trí khác đang được kiểm soát. Những địa điểm ở dưới mặt đất sẽ phải đóng cửa để phòng chống dịch bệnh. Tờ báo liên tục công kích bệnh nhân số 1991 vì đã làm lây nhiễm bùng phát. Nhà chức trách cho rằng người này không tham gia bất kỳ đợt xét nghiệm nào từ ngày 26 tháng 5 đến 8 tháng 6. Mặc dù đến nhiều nhà hàng, quán bar và những địa điểm đông đúc khác trong khoảng thời gian đó. Bệnh nhân bị sốt chiều ngày 8 tháng 6, hai ngày sau khi đến quán bar hiện là tâm điểm của cụm dịch hiện nay. Mặc dù bị sốt, người này trở lại quán bar lúc sáng sớm ngày 9 tháng 6, ngày mà nhiều khách hàng khác của quán bar được xác định là nhiễm virus. Nhà chức trách đang bị áp lực lớn vì đợt bùng phát liên quan đến quán bar khiến cho hàng triệu người phải xét nghiệm bắt buộc và hàng ngàn người bị phong tỏa. Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi thành phố chấm dứt phong tỏa từng phần kéo dài hơn một tháng. Ăn uống tại chỗ tại các nhà hàng ở Bắc Kinh vừa trở lại ngày 6 tháng 6 sau hơn một tháng, trong đó thành phố 22 triệu dân thi hành nhiều quy định COVID-19 khác nhau. Quận Triều Dương hôm thứ Hai bắt đầu đợt xét nghiệm 3 ngày cho khoảng 3.5 triệu người dân. Khoảng 10.000 người tiếp xúc gần khách hàng của quán bar đã được xác định. Nhà ở của họ bị phong tỏa và một số trường học trong quận dự tính mở cửa lại phải hoãn lại. Nước Úc kêu gọi Trung Cộng hãy bỏ các lệnh trừng phạt thương mại để nhằm cải thiện mối quan hệ ngoại giao. Thủ tướng Úc của hôm nay cho biết rằng Trung Cộng cần hủy bỏ các lệnh trừng phạt Úc để mà cải thiện quan hệ ngoại giao, khi ông hoan nghênh cuộc đàm phán đầu tiên giữa các bộ trưởng từ hai nước trong gần 3 năm qua. Trung Cộng là đối tác thương mại lớn nhất của Úc và cũng là khách hàng lớn nhất mua quặng sắt, là nguồn thu xuất cảng lớn nhất của nước Úc. Nhưng liên hệ ngoại giao đã căng thẳng trong những năm gần đây khi mà ra lệnh trừng phạt Bắc Kinh liệt kê 14 bất bình với Úc, từ việc Úc kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của coronavirus, lệnh cấm công ty Huawei tham gia xây dựng mạng 5G
đến việc giám sát đầu tư ngoại quốc để bảo đảm an ninh quốc gia. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết rằng chính Trung Cộng ra lệnh trừng phạt nước Úc. Họ cần hủy bỏ những lệnh trừng phạt này để mà cải thiện mối ngoại giao. Chính phủ trước đó của Úc thì gọi lệnh trừng phạt của Trung Cộng với hàng hóa nông nghiệp và năng lượng của Úc là cưỡng ép kinh tế. Do bị đóng băng ngoại giao kéo dài nhiều năm, các bộ trưởng của Úc không thể sắp xếp điện đàm với người tương nhiệm của Trung Cộng. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng của Úc là Richard Marles vừa gặp Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Cộng là Ngụy Phượng Hòa bên hành lang một diễn đàn an ninh ở tại Singapore vào hôm Chủ nhật. Trong đó thì ông Marles đã mô tả cuộc đàm phán của họ là bước quan trọng đầu tiên. Thủ tướng Albanese khen ngợi các bộ trưởng gặp nhau là việc tốt và nhấn mạnh tầm quan trọng của thương mại với Trung Cộng đối với nền kinh tế của nước Úc. Anh Quốc đưa người xin tị nạn sang Rwanda. Chính phủ Anh đưa phi cơ đầu tiên chở những người xin tị nạn không đủ tiêu chuẩn đến Rwanda hôm nay, thứ ba, bất chấp phản đối chính sách gây tranh cãi này. Chuyến bay thuê chuyến khởi hành từ một phi trường ở London và sẽ đến Kigali hôm nay, sau khi các thẩm phán Anh bác kháng cáo trục xuất. Các nguyên đơn cho rằng quyết định về chính sách này phải chờ cho đến khi tòa xem xét tính hợp pháp của chính sách trong tháng tới. 31 di dân dự tính sẽ bị đưa sang Rwanda, nhưng một tổ chức phi chính phủ cho hay 23 người đã bị hủy vé. Những người bị trục xuất bao gồm người Albania, Iraq, Iran và một người Syria. Ông Mark Selwatka thuộc tổ chức Public and Commercial Services Union nói rằng Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel phải chờ đến phiên tòa tháng 7 nếu bà tôn trọng nhân viên của bà. Người biểu tình tập trung bên ngoài tòa án Hoàng gia và Bộ Nội vụ hôm thứ Hai. Ở Geneva, lãnh đạo cơ quan người tị nạn Liên Hiệp Quốc Filippo Grandi gọi chính sách của Anh Quốc là hoàn toàn sai. Nhà nước Anh không được chuyển trách nhiệm của mình sang cho người khác. Các lãnh đạo giáo hội Anh, trong đó có Tổng giám mục Canterbury, chỉ trích chính sách này là đáng hổ thẹn. Bà Patel và Thủ tướng Boris Johnson nhấn mạnh chính sách này là cần thiết để chặn đứng làn sóng di dân từ Pháp vượt biển sang Anh Quốc. Theo thỏa thuận với Kigali, bất kỳ ai đến Anh trái phép sẽ được cấp vé một chiều để tái định cư ở Rwanda. Chính phủ Anh cho rằng người xin tị nạn đích thực phải ở lại Pháp. Có ít nhất là 55 người bị thiệt mạng trong cuộc tấn công mới nhất ở miền Bắc của Burkina Faso. Các tay súng đã giết chết ít nhất là 55 người ở miền Bắc của Burkina Faso vào cuối tuần qua. Và cuộc tấn công này là mới nhất ở đất nước Tây Phi, nơi mà bạo lực đã tăng cao do những kẻ cực đoan Hồi giáo. Trong cuộc họp báo thì phát ngôn viên chính phủ cho biết là phiến quân đã tấn công thường dân ở tại Seitenga ở tỉnh Seno và các cuộc tấn công liên quan đến Al-Qaeda và Islamic State đã tăng lên ở tại Burkina Faso, đặc biệt là ở miền Bắc. Và phiến quân đã sát hại ít nhất là 160 người trong cuộc tấn công vào thành phố Sonhan vào hồi tháng 6 năm 2021. Hồi tháng 1 thì binh lính nổi loạn lật đổ tổng thống dân cử, hứa hẹn là bảo vệ cho đất nước, nhưng bạo lực thì ngày càng gia tăng. Mặc dù chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tấn công vào cuối tuần qua, thì các nhà phân tích đưa ra nhận định là có nhiều khả năng là do Islamic State thực hiện. Ông Rida Liamori thuộc Policy Center for the New South, một tổ chức ở Maroc cho hay, trong những tuần gần đây thì Islamic State ở vùng Sahara là nhóm hoạt động mạnh nhất, đặc biệt ở tỉnh Seno và Oudala. Ngoài việc tấn công lực lượng an ninh và thường dân cũng trở thành mục tiêu. Đây là một đòn mạnh đã giáng vào lực lượng an ninh, cho thấy là họ không thể bảo vệ cho thường dân. Gần 5.000 người bị thiệt mạng trong vòng 2 năm qua ở tại Burkina Faso vì bạo lực do những kẻ cực đoan Hồi giáo gây ra. Có khoảng 2 triệu người đã mất nhà cửa, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo. Cảnh sát cứu hỏa thử thách khả năng trong cuộc thi quốc tế ở Ba Lan. Cảnh sát cứu hỏa từ khắp Âu Châu thể hiện kỹ năng chuyên nghiệp và sức chịu đựng của họ khi họ tham gia cuộc thi quốc tế ở thành phố Turun của Ba Lan. Cuộc thi gồm một loạt các nhiệm vụ như bê vòi cứu hỏa 19 kg lên cao và kéo hình động nặng 80 kg về vạch đích.
tất cả đều phải mặc đồng phục cứu hỏa rất nặng và mang thiết bị bảo vệ đường hô hấp. Phát ngôn viên Paniaki của Sở Cứu hỏa Turun cho hay, sau cuộc thi, hầu như không ai muốn nói gì nữa sau khi đã trải qua nhiệm vụ đầy thử thách này. Gần 150 cảnh sát cứu hỏa nam và nữ từ Ba Lan, Đức, Pháp, Estonia, Slovakia và Anh Quốc đã tham dự cuộc thi năm nay. Vi khuẩn sống trên rác thải nhựa đại dương có thể sinh ra kháng sinh, có khả năng bảo vệ cho con người khỏi siêu vi khuẩn kháng thuốc. Rác thải nhựa ngày càng được phát hiện ở những nơi hẻo lánh trên khắp thế giới, từ tuyết của Nam Cực cho đến dãy núi Pyrenees, và các nhà khoa học thì đang cố gắng tìm ra những biện pháp mới để mà giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa toàn cầu, như là việc sâu ăn rác thải nhựa hay là robot chuyển rác thải nhựa thành đồ vật. Tuy nhiên, một lĩnh vực nghiên cứu mới đang xem xét cách mà vi khuẩn sống trên rác thải nhựa trôi nổi trên đại dương có thể sinh ra một nguồn kháng sinh mới. Các nhà nghiên cứu từ Đại học National University ở tại San Diego đã phân lập 5 loại vi khuẩn sinh ra kháng sinh từ những mảnh nhựa trên biển, thử nghiệm chúng với nhiều mục tiêu vi khuẩn khác nhau, và họ phát hiện ra những kháng sinh này hiệu quả với vi khuẩn thông thường, cũng như hai chủng kháng sinh còn được gọi là siêu vi khuẩn. Ước tính là từ 5 cho đến 13 triệu tấn rác thải nhựa được đổ ra đại dương mỗi năm. Và mặc dù có sự lo ngại vi khuẩn kháng sinh có thể hình thành trên rác thải nhựa, thì một số vi khuẩn cũng có thể sinh ra loại kháng sinh mới. Và những kháng sinh mới này có thể tận dụng để mà chống các chủng siêu vi khuẩn kháng thuốc trong tương lai. Vi khuẩn sinh ra kháng sinh thường sinh sống trong các môi trường tự nhiên, cạnh tranh vì chúng tạo ra kháng sinh để mà ngăn chặn đối thủ cạnh tranh. Cuộc nghiên cứu được thực hiện phối hợp với Viện Hải Dương học Scripps và là một phần của dự án giáo dục được National Science Foundation tài trợ. Kết quả là giai đoạn nghiên cứu ban đầu này vừa được trình bày tại Hội nghị Hội Vi sinh vật học Hoa Kỳ ở tại Washington DC vào tuần trước. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ của Việt TV chiều nay, và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin Việt Nam.